Xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong nhé. Ngày hôm nay thì quay và giới thiệu chi tiết cho các bác là về chiếc thùng nuôi ong nội địa. Thì hiện tại em đang ở xưởng cũng như là báo giá chi tiết luôn để cho các bác cùng nắm bắt được và đặt hàng. Để đối với bác nào có nhu cầu đặt hàng thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Để các bác điện đến thì bên em sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn thời điểm này ngoài miền Bắc thì các bác đang vào cái thời điểm là làm ong giống, cũng như là bán ong giống này kia. Chia đàn rất là nhiều thì về cái nhu cầu sử dụng thùng ong này thì cực kỳ là mạnh này. Còn này em báo giá luôn để cho các bác nắm bắt được. Cái thùng em bán giá tại xưởng là 160.000 đồng khi các bác đến tại xưởng các bác mua. Đấy, còn em gửi đi tới nơi các bác là 210.000 đồng. Đấy, trong đó là bao gồm cước phí vận chuyển rồi. Còn một cái thùng này thì sẽ được tặng kèm theo là một chiếc vách ngăn. Đấy. Đây là đang trong cái quá trình là đóng lắp này. Đấy, chiều nay thì có những cái đơn hàng rất là to. Đấy, gửi đi cho các bác thì đang tranh thủ. Đấy, đóng thì các bác thấy rồi. Đấy, thùng ong thời gian đâu là gửi đi cho các bác hết đến đấy, đâm ra là không có cái hàng tồn. Đấy, hàng gỗ mới 100% và gỗ này thì cũng như là được xử lý ngâm rất là kỹ rồi. Đấy, ngâm từ 6 đến 8 tháng rồi, đâm ra các bác yên tâm là về cái mối mọt là nó không bị, và cái thứ hai nữa là nó sẽ không bị cong vênh. Còn một thùng ong thì sau khi hoàn thiện thì đây là trong cái quá trình là đóng hết rồi này. Máy ồn quá. Đây, thùng ong chỗ này là ngày hôm nay là đóng đi gửi đi cho khách này các bạn này. Đây, tất cả đóng bằng đinh tay hết nhé. Đấy, đóng 100% bằng đinh tay, thùng chắc chắn. Đấy, và chiều dày của nó thì nó rơi vào 1/7 này. Đấy, báo cáo kích thước luôn, chiều dày là 1/7 nha các bạn nhé. Đấy, còn cái chiều rộng của chiếc thùng này thì nó là 26 phân, chiều cao là 27. Đấy, chiều dài trong lòng các bác sử dụng cầu là 42,5. Một cái thùng thì hoàn thiện lên thì đây, như cái này thiếu thêm cái lắp nữa này, làm vào cái lắp nữa là gửi đi cho các bác được. Bào trà sạch sẽ hết cho các bác nhé. Đấy, ví dụ như đây là cái lắp đóng lên là sau phải trà cái lắp vào nữa này. Phải trà thêm cái lắp vào nữa này. Còn thời điểm này ngoài miền Bắc thì đang trong cái thời tiết khá là đẹp. Đấy, mát mẻ. Ban ngày thì nắng khô hanh. Đấy, cái thùng nó rất là khô. Đóng vào một cái lắp là như thế này, là một cái thùng này để cho các bác. Còn hàng thì các bác được kiểm tra nhé. Đấy, trước khi nhận hàng thì kiểm tra, trước khi thanh toán làm ra các bác yên tâm. Đấy, xưởng đây. Đấy, còn về thùng ong đây, gỗ đóng thì thời điểm này thì bên nhà em là đã tích trữ được rất là nhiều gỗ rồi. Đấy, các bác yên tâm đặt hàng, hàng lúc nào cũng có hàng mới, hàng đẹp để phục vụ cho các bác. Đấy, một video thì giới thiệu chi tiết cho các bác là về xưởng sản xuất đóng thùng ong của gia đình, cũng như là báo giá công khai luôn. Để bác nào xem được video cần thì liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video nhé. Bây giờ thì chào các bác.